đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân xu xí sòn nha. Xu ngồi dậy. Thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn Xu đi ăn sáng. Đó, rồi mặc đồ cho Xu, rồi mua ly cà phê cho Xu luôn. Rồi, thì cả nhà thấy đây có rất là nhiều đồ không? Rất là nhiều đồ đẹp luôn này. Thì không biết là bộ đồ nào để hôm nay đại diện cho Xu trong đây. Rồi, phụ kiện là đây, phụ kiện đây. Là mình sẽ lấy cho Xu một đôi giày. Đó, một đôi giày nữa nha Xu. Một đôi giày đây. Đó, rồi, anh để sẵn đây nha. Cái túi đây thì thôi cái túi luôn đi. Cái túi luôn. Và thêm một cái phụ kiện nữa. Đó chính là một cái dây chuyền vàng, không phải dây chuyền đây xấu quá. Đây, dây chuyền đây. Một cái chiếc sợi dây chuyền vàng nữa nha Xu. Đó, Xu mang vô chứ anh coi coi. Đó. Đó, này là Xu sẽ mang đôi dây chuyền vàng đây nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn này. Được rồi. Thôi, bây giờ Xu đi ra ngoài. Vô lấy cho anh tô phở, bao khỏi nhiều bánh đây mà. Đi vô. Đi từ từ đi lên cái thềm của chân té bây giờ. Đi lên, ừ. Đi vô nhà luôn. Đi lên, đi lên, đi lên nhà luôn. Đi vô. Bước lên. Rồi, rồi đi vô. Rồi, đưa đi vô đây. Đây, đây, rất kẹp rồi. Đưa đi vô. Dạ, này, đây. Nay mặc đồ cô tắm à? Rồi, giờ đứng nghe đây. Dạ. Sao đứng đợi ở đây để chị lấy cho anh tôi và bao phao rồi về nha. Đây có cô này đây chụp hình show nè. Con hâm mộ này, Xu ơi. Xu, Xu. Hâm mộ Xu nè, dễ thương quá đi. Em ơi. Đó. Nào đứng. Đây này cô để con nó Xu đứng nha. Xu ơi, đứng lên đi về. Đi xuống đây. Đi, ê ê té. Ui té 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 té. Nhìn ngoài đẹp hơn ở trong trong luôn á. Trời ơi. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Muốn về không? Bà đã đứng đưa đến chỗ đó. Đưa đến chỗ xe đó. Đứng đợi đi. Đứng đợi đi nha, chị mang đồ ra rồi về. Đó. Xem nó đi. Bắt tay chút nào, bắt tay lúc nào chứ thương á, bắt tay là xem đó chứ thương á. Đẹp quá đi. Ê chạy, đi vô, đi vô lấy bà phò với anh. Đi vô lấy phở với anh. Đi vô lịch nào chứ. Đi vô. Ôi ôi. Rồi lên ghế rồi. Đứng lên. Đó, ngồi ở đây. Đặt tên em là gì vậy? Dạ, tên Xu à. Xu, à Xu, đúng rồi. 2000 years later. Xu, qua đây Xu. Đi qua đây. Rồi, đi vô gãi cho anh ly cà phê. Nhanh. Rồi, đi vô luôn, đi vô trong luôn. Đi vô đi. Rồi, đây anh vô trước nha. Rồi vô gọi cho anh ly cà phê sữa nha. Rồi đứng lên, đứng lên. Đứng lên nè. Rất kẹt mất rồi. À, để em ra lại kẹt. Rồi. Rồi, đi vô đây. Đi từ từ thôi. Giỏi. Thôi đi vô. Sơ em núi tránh. Rồi, đi vô luôn. Đi thẳng vô. Xong đi vô. Đi vô. Đi vô lên quay phía sau chưa? À, rồi vô đây. Rồi, đứng cái chỗ bầu nè. Xu. Đi vô đây đứng. Rồi, cứ xếp vô anh nha. À, em cho anh một ly cà phê sữa nhiều sữa nha, mang về. Xu ngồi xuống. À, để chung luôn cũng được. Đó. Đó thì Xu. Rớt cái này nha. Xu đứng đó Xu đợi nha. Đợi xong rồi anh mua cho anh dẫn Xu về nha. Đi về không? Về. Đó. Rồi đứng thẳng thẳng từ từ thôi. Rồi. Thích cái ghế nào lên ghế ngồi đi. Thích cái ghế nào lên ngồi. Lên ghế ngồi. Tự lựa đi. Ghế nào, lên ghế đó ngồi. Wow. The next day. Xong rồi nha, thôi đi về. Xe đâu? Đi ra xe van.
Đó, mình đã mua xong hết rồi nè. Đi vô, đi vô cho Su ăn luôn. Rồi đi vô Su. Đó, đi vô, đi vô. Ôi, kìa, đi vô đây, vô đây. Đi vô, đi vô. Đi vô đây. Để bỏ đồ ăn lên đây đã. Đó, phải bỏ đồ ăn lên đây đã. Sao? Rồi, quay lại, xuống quay lại. Rồi, xuống đứng im. Xuống đi ra đây luôn, đi ra đây cho sáng. Đó, đi ra sáng. Đó, thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu tới tất cả các bạn một cái bộ đồ cô tắm của Su. Đó, một cô tắm thời hiện đại 2020. Đó, rất là đẹp, rất là cầu kỳ luôn nè, sexy. Đó, sexy lady. Ten múa. Lên là lên, lên là lên, lên là lên, lên 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 lên. Tên là sướng sọn. Đó, thì ok nha. Thì các bạn mà xem clip của mình mà thấy hay á thì nhớ nhấn like, đăng ký và đừng quên chia sẻ để ủng hộ cho kênh Chú Chó Đi Hai Chân ngày càng phát triển nha. Thì hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. Ok.